Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Tức Mới. Chúc quý vị và các bạn có nhiều sức khỏe và có những giây phút thật tuyệt vời. Đến với chương trình ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức nóng nhất có trong ngày. Thêm một cặp đôi chênh lệch tuổi tác khiến mạng xã hội Hàn Quốc dậy sóng. Cụ thể, cặp đôi bà cháu YouTuber nổi tiếng ở xứ sở Kim Chi chuẩn bị kết hôn khi cô dâu 73 tuổi, con chú rể 38 tuổi. Cặp đôi vấp phải ý kiến phản đối của gia đình và dị nghị của người ngoài về khoảng cách tuổi tác khi một người đàn ông trẻ đáng tuổi cháu đã tiến tới mối quan hệ yêu đương với một bà lão lớn hơn mình 35 tuổi. Tuy nhiên, sau tất cả, cặp đôi đã bất chấp để đến với nhau như một lời khẳng định cho tình yêu đích thực. Đồng thời, thông qua kênh YouTube của mình, cặp đôi bà cháu đã lên tiếng xác nhận lại tuổi tác thực của mình. Cụ thể, cô dâu 63 tuổi thực chất đã 73 tuổi vì đã nói dối người hâm mộ nên cặp đôi gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người. Tiêu đề đoạn video như sau: chúng tôi muốn công khai một sự thực tới tất cả mọi người, những người đã luôn ủng hộ chúng tôi. Đồng thời, cả hai gửi lời cảm ơn đến người xem với chia sẻ: cảm ơn mọi người rất nhiều, những người đã giúp chúng tôi đạt được 20.000 lượt đăng ký. Sau đó, cặp đôi bắt đầu nói về lý do thực sự đằng sau việc đăng tải đoạn video lần này. Anh chồng cho biết: trước đây, chúng tôi nói với mọi người rằng vợ tôi 63 tuổi, nhưng thực ra cô ấy lớn tuổi hơn. Năm nay cô ấy sẽ bước sang tuổi 73. Ngay từ đầu, chúng tôi không muốn lừa dối ai, nhưng chúng tôi xin lỗi vì đã không trung thực. Người chồng cho rằng họ ngại tiết lộ tuổi thật của cô dâu 73 tuổi vì lượng bình luận ác ý đi kèm với sự nổi tiếng bất ngờ. Sau đó, anh ấy tiếp tục bày tỏ: chúng tôi thú nhận bởi vì chúng tôi thấy thà nói thật về tuổi của vợ tôi còn hơn, mặc dù chúng tôi biết mình sẽ phải nhận nhiều lời chỉ trích. Năm nay tôi bước sang tuổi 38, nhưng vợ tôi đã 73. Cặp đôi tuyên bố họ dự định sẽ tổ chức đám cưới, trở thành vợ chồng hợp pháp khi sự phản đối của gia đình tạm lắng xuống. Anh tiết lộ rằng cả hai đã cố gắng kết hôn hợp pháp, nhưng em gái của cô dâu phản đối cuộc hôn nhân kịch liệt nên họ không thể. Xuất hiện trên YouTube, cặp đôi chênh lệch 35 tuổi này nhận được nhiều quan tâm của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, có nhiều bình luận ác ý như: hai người giống mẹ con, vợ giống bà còn chồng thì giống cháu. Sau đó, cặp đôi thậm chí còn tiết lộ giấy khai sinh để chứng tỏ giữa hai người không có quan hệ huyết thống. Dù vậy, điều đó vẫn có một số cư dân mạng ủng hộ cặp đôi và cho rằng tình yêu đích thực có thể vượt qua được sự chênh lệch của tuổi tác. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Tức Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận phía dưới video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của Tin Tức Mới.